Thưa các bác hôm nay thì uh, tiện uh, có một đơn hàng uh, bác khách quen uh, rất mua rất là nhiều đồ ở bên em và hôm nay thì bác ấy có qua và đang có nhu cầu là mua một cục loa uh, súp, loa siêu trầm uh, để về sử dụng thì nâng uh, cấp cái bộ âm thanh. Thì uh, thưa các bác là khi mà chúng ta sử dụng những cái hệ thống âm thanh thì chắc chắn là chúng ta đang có những cái loa full này loa đặt bàn hoặc là loa treo thì đấy là những cái loa đấy mặc dù là nó có cái loa bát như này nó có cái loa bát như này nhưng mà nó chỉ là giải bát thôi nó giải bát thôi và với những cái hệ thống như vậy mà khi mà chúng ta đầu tư thêm một cái loa siêu trầm như này thì cái loa này thì nó là ở cái giải siêu trầm đấy thì nó sẽ cắt cốt ở cái giải tần số nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với cả cái giải bát này thì khi mà chúng ta có thăm thêm cái này thì âm thanh của chúng ta nó sẽ đầy đủ các giải hơn âm thanh của chúng ta nó sẽ hay hơn rất là nhiều và ở đây thì em đang giới thiệu cho bác khách này cũng như là các bác là cái con loa của thương hiệu DB Acoustic và model sản phẩm của con này là con LX S32SA. Thì đây là một cái phiên bản đời mới dòng cao cấp của DB và với cái con này thì ngay cái nhìn đầu tiên thì các bác thấy là cái kiểu dáng hình thức thì nhìn trông nó rất là thẩm mỹ rất là đẹp rất là sang trọng thì đối với thiết bị âm thanh vừa là chúng ta để nghe âm thanh nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta sử dụng chúng ta kê kích ở phòng của chúng ta thì đồng thời đó là một cái thiết bị mà nó sẽ trang trí đề co cho cái nội thất của phòng khách của chúng ta thì chắc chắn là với cái sản phẩm này thì khi mà chúng ta đầu tư thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái thẩm mỹ rất là đẹp rất là sang trọng và với cái thiết kế này thì con này thì cái nó là cấu hình là cấu hình bass 30, nó là xúc điện và kiểu dáng thì rất là gọn những cái góc cạnh bom bê và vân ở ngoài nó là vân gỗ óc chó thì nhìn nó trông nó rất là sang trọng và đây là một cái dòng sản phẩm mà cao cấp thành ra là các bác sẽ nhìn những cái đường led mà thi công về cái phần mộc ngay cái nhìn đầu tiên thì các bác đã thấy là rất là trau chuốt rất là ok các bác thấy là người làm ra rất là tỉ mỉ vì đây là một cái dòng mà loa cao cấp. Cấu hình ở phần phía trên đó là cái lớp e căng ở đây thì nó sẽ bảo vệ cái cấu hình loa bass 30 ở bên trong. À, và đây là e căng bằng à, vải dù logo thương hiệu là db acoustic à, e căng này thì rất là dày dặn và chắc chắn nó là vàng à, vải dù và ở phần phía sau ở đây nó là, là phần mạch điện cũng như là đường tín hiệu vàng thì với sử dụng cái loa súp điện này thì chúng ta sử dụng nó rất là đơn giản chúng ta chỉ việc cắm điện cũng như là cắm cái nguồn tín hiệu nguồn tín hiệu thì các bác có thể là sử dụng là cái rắc rca là cái rắc hoa sen đường phổ thông hoặc là các bác sẽ sử dụng là cái rắc à, ca lông như này thì chất lượng tín hiệu giữa hai cái rắc này nó là như nhau các bác có thể là cắm rắc trên hoặc là các bác có thể là cắm rắc dưới tiện rắc nào thì các bác sẽ cắm rắc đó và với cái sản phẩm này thì nó sẽ hơn một số những cái dòng súp khác, một số những cái dòng súp khác thì nó chỉ có hai cái chiết áp thôi, một cái là chỉnh âm lượng, một trái là chỉnh về tần số cắt cốt. Nhưng mà con này thì là mạch đời cao và nó sẽ có bổ sung thêm một cái chiết áp thứ ba để chiết áp này là chiết áp cân pha. À, có nghĩa là cái cái loa này chúng ta sẽ có cái màng loa phần phía trước nó nó đẩy cái màng loa ra. Để chúng ta hình dung là à, ở bên trong cái loa sub thì nó cũng có cái loa như kiểu này. Đấy loa uh, sub uh, bass nó cũng có kiểu này. Thì nó sẽ có cái pha là đẩy cái màng loa này ra và thứ hai là hút cái màng loa này lại. Thì cái cái chỉnh pha này nó sẽ chỉnh cho cái pha của cái loa này thì nó sẽ đồng pha với những cái loa còn lại trong cái hệ thống âm thanh của chúng ta thì khi mà có sự đồng pha thì chúng ta sẽ có cái hiện tượng là cộng hưởng để âm thanh của chúng ta nó sẽ khỏe hơn nó sẽ hay hơn thì đấy nó là một cái ưu điểm ở trên cái dòng loa súp đời cao của db à, ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái chiết áp âm lượng cũng như là chiết áp tần số cắt cốt giống những cái dòng loa khác và đây là trên đây là một à, cái ba cái đèn báo trạng thái chức năng hoạt động của máy và ở phần đây thì mỗi sản phẩm thì đều có một cái mã số sơ đi riêng để nhà hãng quản lý và bảo hành cho các bác và đây là một loạt những cái khe tản nhiệt và những cái lá tản nhiệt này thì rất là dày tản nhiệt rất là tốt làm mát cho cái mạch công suất ở bên trong và bây giờ thì em sẽ mời các bác nghe một đoạn âm thanh ở trên cái sản phẩm này cũng như là em sẽ tháo cái phần ê căng để các bác sẽ quan sát cái bát loa ở đây ở đây thì em đã tháo cái phần e căng ra thì các bác thấy là đây là cái dòng loa đời cao có là người ta làm bằng cái công nghệ máy móc rất hiện đại thì cái nào các bác sẽ nhìn thấy người ta cắt CNC ở những cái góc cạnh này thì rất là trau chuốt và người ta gắn cái phần e căng các bác thấy là rất là gọn đúng không? À, đấy là cái phần e căng ở phần phía mặt trước thì khi mà tháo ra thì chúng ta sẽ quan sát được cái cấu hình bát ở loa ở bên trong thì các bác quan sát là cái bát loa này nhìn trông nó rất là lì và nhìn trông nó rất là, là, là chắc chắn với cái loa này thì nó sẽ cố định ở trên cái thùng gỗ của chúng ta bởi rất là nhiều cái con ốc rất là chắc chắn chúng ta sẽ có tem chính hãng và lấy cái loa này cái cấu hình đó là gân của nó là gân cao su gân cao su độ đàn hồi rất là cao à, các bác sẽ nhìn thấy gân này rất là to nhưng mà đây là đàn hồi rất là cao và cái với cái loa súp này thì chịu áp lực rất là mạnh đòi hỏi cái gân này là phải độ đàn hồi cũng như là chắc chắn để nó bền bị theo thời gian và đây là cái màng loa cái màng loa ở đây thì các bác thấy là nó sẽ không có cái rốn loa ở giữa như những cái loa khác à, những cái màng loa này thì nó sẽ uh, được phủ và uh, 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 cường lực thêm một lớp ở ngoài cùng là lớp kim loại ở lớp ngoài cùng của màng loa nó là một cái lớp mà uh, kim loại và sơn tĩnh điện màu đen thì nó gia cố cho cái màng loa các bác biết là cái lực của cái loa khi mà nó chạy thì rất là mạnh và bây giờ thì em sẽ quay cái mời các bác nghe một đoạn âm thanh và các bác sẽ chủ yếu là các bác sẽ quan sát của em là cái màng loa nó đưa ra đưa vào và cũng như là em sẽ đặt một cái tờ giấy ở phần phía sau cái lỗ thông hơi để các bác biết được là cái công suất của loa nó rất là khỏe các bác nhé vừa rồi các bác cái quan sát thì với cái hệ thống âm thanh thì ở đây thì em quay bằng điện thoại và điện thoại thì nó sẽ không thu hết được những cái giải âm đặc biệt là cái với cái giải siêu trầm thì điện thoại nó thu rất là khó và chủ chốt là các bác sẽ quan sát của em là cái màng loa nó đưa ra nó vào rất là khỏe cái công suất con này rất là khỏe các bác nhé và cũng như là cái lỗ thông hơi thì nó giật cái cái tờ giấy thì các bác bớt là cái luồng hơi nó đưa ra đưa vào rất là mạnh thì các bác sẽ biết là cái công suất của loa nó rất là tốt và cái con loa này thì nó sẽ hoạt động ở nhiều cái không gian mặt sàn khác nhau Nhưng mà để mà phù hợp nhất, để mà hay nhất thì các bác sẽ sử dụng cái loa này ở cái không gian mặt sàn độ từ khoảng 15 cho đến độ khoảng 35 mét vuông là sẽ phù hợp với cả cái loa này các bác nhé à, Và bây giờ thì em sẽ bàn giao cho khách hàng cái sản phẩm này. Và ở nhà anh này anh khách này thì anh là khách quen mua ở bên em rất là nhiều đồ rồi. Và nhà bác ấy thì bác ấy bảo là cái cái phòng khách của bác ấy đang sử dụng rất nhiều những cái hệ thống mà à, bàn à, ghế gỗ cũng như là thiết bị là nội thất bằng gỗ mà nó cũng kiểu màu sáng màu như này thì bác bảo là cái con này là rất là hợp lý với cả cái à, cấu trình cấu cấu trúc của cái phòng ha phòng <laughs> khách của bác ấy thì là bác ấy đã ok cái sản phẩm này. Và đây là một cái dòng loa của chính hãng của DB và cái sản phẩm này thì được nghiên cứu và thiết kế tại USA và sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé à, Thì khi mà người Mỹ người ta thiết kế thì chúng ta sẽ có một kiểu dáng rất là đẹp cũng như là chất lượng hàng rất là ok Và sản xuất tại Trung Quốc thì chúng ta sẽ có một cái giá thành tiêu thụ rất là hợp lý Và cái con này thì với cái khung giá là dưới 6 triệu đồng các bác nhé Dòng đời cao của DB tích giá khung giá là dưới 6 triệu đồng và giá thành thì nó sẽ thay đổi theo thời gian và để có một cái giá chính xác nhất, giá ok nhất, giá hợp lý nhất thì phiền các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng để bên em sẽ có cái giá thành tốt nhất đến tay người tiêu dùng các bác nhé. Ở thưa các bác ở đây thì em có bàn giao cho khách hàng và có lắp thêm cho khách hàng là một cái, cái lưới ở phần phía sau cái lỗ thông hơi của cái loa này thì. À, cái phần khe nhỏ nhỏ này thì cũng có thể là sợ chuột nhỏ nó chui vào bên trong mạch nó cắn dây cắn uh, mạch ở bên trong Thì ở đây thì em có gia cố thêm một khách hàng là cái phần uh, lưới uh, ở phần phía sau Thế này thì thoải mái các bác dùng thì các bác không sợ là côn trùng cũng như là chuột chui vào bên trong các bác nhé Mà nó vẫn đảm bảo về phần kỹ thuật là cái lỗ thông hơi Ở đây thì thưa các bác thì khách hàng vừa đã chốt ở bên em là cái cục loa xúc điện bát 30 Và đây anh ấy cũng đang thử ở trên cái có nhu cầu là đang thử cái bộ mic không dây Thì bác khách này thì có mấy cậu em là chuyên nhờ tin tưởng bác này và đến bên em là mua rất là nhiều lần rồi Có nghĩa là mua cho hộ người nhà, bản thân mua cho bản thân mình và mua cho hộ người nhà nữa Và đang tham khảo một cái bộ mic không dây cho cái cậu em nữa Ở đây là cái bộ mic K4000 nhá Cái bộ mic này thì ở tại cửa hàng em là cái bộ mic mà bán chạy nhất thì các bác có rất là nhiều những cái sự lựa chọn về cái bộ mic không dây nhưng mà để về cái chất âm cũng như đặc biệt về phần kinh tế là hợp lý thì đây là một cái bộ mic mà bán chạy nhất cửa hàng K à, K4000 chính hãng của DB DBotic giá chỉ có dưới 3 triệu đồng thôi, cực kỳ hợp lý. À, tay mic là tay mic đời cao có đầy đủ chế độ là tiết kiệm pin có này, ngắt ra cấp tốc có này và chế độ tắt chờ có này. Và vừa rồi thì các bác nghe ở trên hệ thống âm thanh thì chỉ có là một đôi loa full đơn bass 30 và cái đôi loa này cũng là một cái đôi loa hàng mới và có mặt model đời mới có mặt tại thị trường Việt Nam đến từ nhà hãng là uh, ALF và này là hàng này là hàng nhập khẩu và được design bởi Germany uh, uh, Đức và ở đây thì phần phía ở cái cái thẻ này thì thấy là ở đây chúng ta cái đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam này đây là hàng nhập khẩu chính ngạch các bác nhé và là hàng chính hãng và đồng đời cao và được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi tập đoàn VA Audio hàng chính ngạch luôn âm thanh rất là hay các bác nghe không? vừa rồi nghe các đoạn karaoke thì nghe tiếng mic nó rất là rõ rất là sáng tiếng nhạc cũng rất là hay và đặc biệt là không có loa súp đâu nhưng mà nghe tiếng loa với cái loa này thì tiếng bát nó rất là sâu và rất là lực nghe rất là ok luôn các bác nhé loa full đơn Bát 30 đôi này thì rất hợp lý khi mà chúng ta sử dụng ở gia đình với cái không gian mặt sàn độ khoảng từ 20 cho đến độ khoảng 70 mét vuông thì chúng ta chỉ cần một đôi loa này à, thì nghe nó rất là mượt rồi và lắp với cả một con đẩy ở đây đẩy ở đây thì em chỉ sử dụng một con đẩy là 500w một kênh thôi à, rất là nhẹ nhàng để kéo đôi loa này nghe rất là mượt luôn các bác nhé ở à, đây là bát 30 các bác nhé à, ba gân vải tẩm dầu nghe tiếng rất là hay luôn các bác ở đây thì cái bộ mic rất là ok và bác khách ở đây thì bác cái chốt luôn cái bộ mic K4000 rồi các bác nhé Và cũng như là cái loa đây thì anh ấy vừa hát karaoke và anh cũng rất là kết cái đôi loa này thì có thể là một vài hôm nữa thì có thể là bác khách này thì bác ấy xuống bác chốt luôn cái đôi đôi loa này các bác nhé. Có thể là chốt luôn đôi loa này vì bác ấy bảo là cậu em ở nhà thì cậu ấy cũng đang có nhu cầu là là nâng cấp cái cái loa ở nhà thì có thể là sẽ tham khảo và sẽ chốt cái loa này. À, giá rất là hợp lý và đặc biệt là âm thanh rất là hay và cái con này thì đó là hàng chính hãng của ARF và được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi tập đoàn VA Audio. Hàng cực kỳ chất lượng luôn bác ở đây thì em bàn giao sản phẩm cho khách hàng thì cái sướng nhất là khách hàng khi mà đã đến bên em một lần rồi và đến lần thứ hai lần thứ ba đấy, tin tưởng và khi mà cứ có cái nhu cầu và thiết bị âm thanh thì lại tìm đến với cửa hàng đấy là một cái điều rất là quý các bác nhé